Xin chào mọi người, thì hôm nay em lại đổi cho mọi người một cái góc quay mới ở trong salon của bên em. Mọi người có cái góc quay này rất là xanh tốt và mới lạ đúng không ạ? Thì đây là một cái gọi là một góc nhỏ trong salon của bên em để từ cái cây size cỡ đại nha mọi người. Thì ở trên này nó sẽ có những cái cây là cái cây phát tài núi ngũ phúc này mọi người. Em mọi người có thấy đúng không ạ? Cây phát tài núi ngũ phúc ở cái đằng góc ngoài cửa ấy mọi người. Thì cái cây đấy nó có 5 nhánh nhưng gọi được là cây phát tài núi ngũ phúc, bởi vì nó tượng trưng cho phúc lộc thọ an khang thịnh vượng. Thì bởi vì nó có 5 nhánh nên là tượng trưng cho những cái ý nghĩa riêng biệt của nó. Ngoài ra thì bên em nó còn có thêm đây phát tài núi thân đơn mọi người ơi. Cái cây này hiện tại là được cực kỳ giới văn phòng yêu thích luôn. Thì trước nó cũng bên em thì cũng có rất là nhiều cái cây này, và lại có thêm một cái cây bạch đàn nữa mọi người. Bên trước thì em giới thiệu thì đã được một cái khách yêu thích và đã mua rồi, thì em lại liên hệ là mua về cho mọi người một cái cây bạch đàn mới. Cái cây này đây cũng là một cái loại thân thạnh có thì là rất đẹp luôn mọi người ạ. Thì trên đó là một số cái loại cây xanh cỡ đại mà sau hôm bên em đang có. Nhưng mà nhân vật chính hôm nay thì em xin giới thiệu đến mọi người đó chính là cái cây mộc hương này mọi người. Đây cây mộc hương này mọi người ơi, mọi người để ý rõ đúng không ạ? Cây mộc hương này đang ra hoa. Thì để biết thêm về cái loại cây này về đặc điểm công dụng và ý nghĩa của nó như thế nào thì mọi người hãy cùng em theo dõi dưới cái clip này nha. Thì cây mộc hương này thơm, mọi người thấy hoa của nó có một cái mùi thơm rất là nhẹ, thoang thoảng thôi nhưng mà nó lại để lại một cái gì đó lưu luyến trong cái người thủ nhé mọi người. Thì cái cây mộc hương này nó là một cái cây quế hoa mọi người. Ngoài ra người ta cũng thường gọi cái cây mộc thơm vì hoa của nó cực kỳ thơm luôn mọi người. Nó là một loài cây thuộc vùng châu Á và xuất hiện ở các dãy núi Himalaya hoặc là ở các quốc gia như là Trung Quốc, Đài Loan, và hiện nay nó đã xuất hiện tại Việt Nam rồi. Và cái cây này là một cái giống cây gọi là đang là hiếm ở trong giới cây cảnh nha mọi người. Ở Việt Nam hiện đang bán cái cây này với giá khá là vừa phải nhưng mà nó thuộc dạng là một cái cây hiếm nha mọi người. Cây mộc hương này ý, nó có rất là nhiều ý nghĩa trong phong thủy cũng như ở trong đông y nên là nó được rất là nhiều người ưa chuộng. Ngoài cái mùi hoa thơm của nó không chỉ thơm mà ngoài ra nó còn có thể lấy trong những cái công dụng hàng ngày này và được bán với giá rất là cao. Thì đặc biệt đối với cái cây trồng lâu năm thì có thể bán lên đến hàng tỷ đồng nha mọi người. Nhưng mà bên shop em thì cái cây này hiện tại là đang ở dạng bonsai nhỏ cho mọi người, rất là đẹp mọi người ơi. Hoa của nó thì mọi người có thể nhìn rõ hơn đây mọi người ơi, hoa của nó là hoa của nó chỉ nhỏ như thế này thôi nhưng mà cực kỳ thơm luôn mọi người. Nó có thể thơm hẳn cả một cái khoảng khu không gian sau đấy luôn mọi người. Mọi người chỉ đi qua thôi mà mọi người có thể ngửi thấy mùi thơm của nó rồi. Thì về đặc điểm của cái loài cây mộc hương này thì nó là một cái loài cây quý có giá thành cao nên là cây mộc hương này thì phải tìm tòi khá là nhiều chỗ mua. Hiện tại salon bên em đang có 2 cây sẵn cho mọi người. Nếu mọi người thích thì hãy liên hệ trực tiếp qua số em. Cây này thì nó là một loài cây thân gỗ nhỏ và có chiều cao từ khoảng 1 mét cho đến 12 mét lận. Nếu là một loài cây to thì nó có thể cao đến khoảng 12 mét luôn. Mà các cành của cây này mọc nhiều và tỏa ra rộng mọi người. Và cái lá của nó khá là cứng. Mọi người có thể liên tưởng cái lá của nó giống như cái lá chanh ấy mọi người, nhưng mà về cái phần viền lá thì nó sẽ cứng hơn và nó có thêm cái phần răng cưa ở viền lá nha. Và lá cây này nó cũng khá là dày, có hình bầu dục và có hình màu phông thẫm này và có các đường vân khá là lớn. Còn cây mộc hương thì hoa của nó đỏ thì thơm là mọi người cũng biết là em miêu tả cũng khá là thơm đúng không mọi người. Và nở cái hoa của nó là nở quanh năm nha mọi người. Hoa của cây này có thể chơi được quanh năm và nở quanh năm. Và cái mùi hương cực kỳ quyến rũ. Hoa này thì mọc theo từng chùm nhỏ như thế này, chùm của nó có thể tạo thành một cái cụm nhỏ tròn tròn nhỏ đó mọi người.
cái cây này ra hàng rất là ít quả, thường nở vào mùa xuân và có cái kích thước khá là nhỏ nên là mọi người có thể hiếm thấy cái quả của nó. À, nó là quả của nó thì nó sẽ có một cái màu xanh lục và cái hạt đó. Thì cây mộc hương tại Việt Nam khá là quý hiếm nên là giá của nó cũng tùy vào mức về size cây và cái độ vòm cây to như thế nào mà nó có những cái mức giá khác nhau. Thì mộc loại Trung Quốc hay còn gọi là mộc hương tàu thì giá trị ở hai loại này trên lệch khá là nhiều cho mọi người cũng có thể tham khảo thêm thì cái loại mộc hương có cả mộc hương ta này, mộc hương tàu này. Về mộc hương ta ấy, lá của mộc hương ta thì nó sẽ có kích thước dày hơn này, viền của nó có xuất hiện nhiều lông cua đây mọi người. Đây bên em là cái mộc hương ta ấy, mọi người là có xuất hiện nhiều lông cua và vân lá hiện rõ và nhìn thấy có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Còn hoa của cái cây này thì nó khá xuyên xuê với mọi người, hoa của nó đang nở rất là nhiều luôn mọi người ạ, ở trên các cái tán cái lá ở cái nó đang nở rất là nhiều hoa và nụ của nó rất là nhiều và thân cây nó sẽ có các vết nứt màu sẫm này hiện rõ các phần gỗ bên trên này. Cây này rất là đẹp mọi người ạ, ngồi bên cạnh là em còn ngửi thấy mùi của nó rất là thơm, rất là dễ ngửi. Còn với cái mộc hương tàu ấy thì mộc hương tàu nó có kích thước lá mỏng hơn và lá nó sẽ tròn hơn là cái mộc hương ta và cái viền lá nó sẽ không có hình lông cơ, hầu như là viền của nó là tròn cả. Thì đó, thân của cái cây mộc hương nó sẽ thác hơn và nó sẽ láng hơn và nó không có nổi gấp vân gỗ như là cái cây mộc hương ta. Còn về cái công dụng của cái loại cây mộc hương này ấy, thì nó có tác dụng đó là làm cái cây cạnh trong nhà. Mộc hương này nó rất là dễ trồng và có tác dụng thanh lọc bụi bẩn này, giúp lọc sạch không khí này, giúp giảm thiểu các bụi bẩn và các chất độc hại trong ngôi nhà của bạn. Thì do đó ngày càng cái cây mộc hương này ngày càng được nhiều người đặt mua và săn đón và nó phù hợp với nhu cầu để trong nhà mang vẻ đẹp và hương thơm trong ngôi nhà của mình. Ngoài thân của nó thì còn có, nó rất là dễ uốn, mọi người có thể trồng bonsai và có thể mix thêm một số cây nhỏ bên dưới hoặc là mọi người có thể thay chậu tùy hợp vào cái hợp phong thủy hoặc là hợp với không gian trong gia đình mình. Ngoài ra ấy, thì nó còn có một cái tác dụng nữa, nó có thể làm trà thảo dược cái hoa của cây mộc hương này nè mọi người. Ngoài nó rất thơm ra nó còn có thể uống làm trà được cho mọi người. Thì từ xưa ấy, thì đến nay nên là mọi người có thể mua chúng về và trồng.
nhà, có thể để làm tiểu cảnh trong nhà này, để trước ăn cơm, hoặc là ở khách sạn công ty thì nó sẽ giúp cho mọi người điều hòa cái không khí trong gia đình mình và làm đẹp cho gia đình mình. Và cái cách chăm sóc của cây này cũng khá là đơn giản, thì nó là một loại chân gỗ nên là mọi người cũng tưới nước cũng không khá là nhiều và cầu kỳ. Và cái cây này mọi người cũng nên để ở ngoài ánh sáng tốt cho mọi người, thì mọi người nên cho cây để nhiều ánh sáng chứ không nên để trong tối hoặc là ở trong bóng quá lâu, thì sẽ khiến cho tình trạng cây rụng lá hoặc là cây sẽ không ra hoa được mọi người ạ. Thì mọi người nên để cây ở ngoài ánh sáng và một tuần thì tưới cho cây khoảng 4 lần, thì cũng không cần tưới quá nhiều, thì cây này nó là một loại cây thân gỗ nên chịu được nắng nóng và hoa của nó sẽ rất là thơm. Mọi người hãy mua về để chăm sóc và thưởng thức những mùi thơm đặc biệt này của cái loại cây này nha. Thì nếu mà mọi người thích thì hãy liên hệ ngay tại địa chỉ là số điện thoại em để góc trái màn hình, mọi người có thể qua trực tiếp shop và đến